Và xin chào các bạn nha. Lâu rồi tôi chưa ra video, cũng đã gần một tháng rồi sau kỳ nghỉ Tết. Chúc các bạn qua Tết khỏe mạnh, được nhiều lì xì nha các bạn. Và đây là video dài sau nhiều tháng tôi chưa quay video, về những video dài nhưng mà tôi chưa thường làm những video short nha các bạn. Và cũng cảm ơn các bạn vì đã đăng ký, vì các bạn đã ủng hộ tôi để được 5-6 sub nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tuy lượt sub không nhiều nhưng tôi cũng rất vui rồi. Vì tôi quay video chủ yếu là không phải là để kinh doanh, mà tôi chỉ quay chủ yếu để làm cho mọi người thu hút. Nếu như tôi được nhiều người đăng ký thì tôi có thể là kinh doanh bằng kênh. Nhưng mà thôi, tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ có thể làm kênh này được lâu. Và đây tôi đang ở nhà hàng xóm các bạn. Ồ, con mèo kìa các bạn ơi. Nãy có một con tắc kè rất đẹp lên đây. Đó các bạn, con mèo nhà hàng xóm đó các bạn. Các bạn có nhớ cái video cũ về con mèo này không? Trên đầu nó có một cái đốm trắng, không đốm xám nha các bạn. Nhưng bây giờ nó mất rồi, giờ quá các bạn ơi. Do màn hình hơi bị chói nên các bạn sẽ không thấy vết bẩn rồi. Nó hồi nãy mới nằm dưới đất đó các bạn. Ở đây chính là con gà nhà hàng xóm nha các bạn. Không biết Tết các bạn có vui không? Theo mình thấy thì Tết rất là vui nha các bạn. Và cũng sau kỳ nghỉ Tết thì cũng sắp tới nghỉ hè rồi nha các bạn. Không biết nghỉ hè các bạn đi đâu? Nếu các bạn đi đâu thì hãy bình luận dưới cho mình biết nha. Và thôi, mình sẽ đi chỗ khác quay. Mà mình cũng xin lỗi các bạn nha, vì mình rất là lười edit. Tôi rất ít thì gọi là edit video, thì tôi không có thời gian. Vì năm nay tôi phải học rất là nhiều nữa mà, ít khi có thời gian để quay video và edit. Đã có nhiều video tôi đã từng xóa vì nó không đủ chất lượng để có thể đăng lên. Đó chính là cây lan, hoa lan nha các bạn. Nhà hàng xóm hôm nay đi vắng nha các bạn. Đây là nhà cô của tôi. Tôi nói lộ nha, đây không phải nhà hàng xóm mà nhà cô của tôi. Giờ mấy cây xương rồng. Đây. Các bạn có biết kênh của bạn tôi không? Đó chính là kênh Cyber Hiếu các bạn. Các bạn có thể vô trang chủ của kênh tôi để tìm những cái kênh mà tôi cho rằng là bạn bè của tôi nha các bạn. Và đây cũng video này cũng không quay dài lắm vì tôi không có nhiều thời gian. Đây, xin lỗi các bạn nha, nhà tôi có tiếng trẻ em rất là ồn ào. Đây ồn, như là những cây hoa gì cũng chưa biết nữa, nhưng mà nó bị héo rồi các bạn. Nó cũng đã tàn rồi. Do cái chậu cây này, cây này ngã là do con mèo đó các bạn. Mèo đúng là khỏe ghê nha các bạn. Như là con chó. Sau khi chó con của nó bị đem cho, mấy bữa nay nó bị cái gì đó các bạn. Nó lười ăn, chán ăn, ói bữa. Vậy các bạn, tôi cũng không biết lý do vì sao. Hay là nó buồn vì mất con nữa. Cũng khá là tội nghiệp cho nó. Thì tôi muốn rất là muốn giữ lại nó để nuôi. Đây chính là chậu cây sen đá cho các bạn của cô tôi. Cô của tôi thích làm vườn
Thông thường làm những chậu cây nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Nhìn rất là đẹp. Có những cây, các bạn đừng nghĩ có đó là cây xương rồng nha, cái đó chỉ là cây lên thanh long đó các bạn. Các bạn ai cũng sẽ tưởng đâu rằng đây là cây xương rồng nhưng mà thực tế rất là cây thanh long nè. Gai các bạn có thấy nó gai li ti đúng không các bạn? Đó, cây xương đá nè. Ở đây chỉ là một cục san hô nữa các bạn, mà nói thiệt đấy, đó chính là san hô thiệt. Nói thiệt đó, có một chậu cây ở đây nè, đây mới là cây xương rồng nè các bạn. Đau lắm, không, cũng không đau lắm nha, nhưng mà nó là cây xương rồng. Còn đây là cây, mấy cây này cây thanh long, mấy cây mà nó xanh đậm đó nha các bạn. Còn thêm một chậu cây ở đây nữa. Nếu như các bạn thấy đẹp đó, thì các bạn hãy bình luận bên dưới và cho biết nó có đẹp hay không. Và các bạn có coi kênh TikTok của tôi không? Nhưng mà TikTok của tôi cũng đã nghỉ rồi, tôi không làm TikTok nữa. TikTok vì thấy nó không có lợi gì cho tôi. Tôi cũng ít khi, hôm nay trời cũng không đẹp lắm nha các bạn, trời trắng xóa à, chói quá đúng không các bạn, cực kỳ chói.